Hello, xin chào anh em Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Trong khi những tựa game kinh dị khác nối đuôi tung ra phần tiếp theo, hay chỉ ít cũng là làm bản cập nhật mới từ Ice Cream cho tới Baby in Yellow hay là Poppy Playtime. Thế nhưng một trong những con game tương bừng gây bão khắp nơi một thời là Granny lại vô cùng im hơi lặng tiếng. Granny 3 ra mắt cũng phải tầm 6 tháng rồi mà tới nay game vẫn không có gì mới. Nên là trong lúc lục lọi xem có làm video gì cho bà ngoại ma được hay không, thì Mi Game nhận ra bà có xuất hiện trong một tựa game mà tôi chưa từng làm, đó là The Twins. Trong vai một tên trộm, anh em phải đi trộm đồ của hai anh em siêu trộm khét tiếng được biết đến với cái tên là The Twins. Vậy thì hai gã này là ai? Tại sao chúng ta lại phải trộm đồ của chúng? The Twins có liên quan gì tới Granny? Tất cả sẽ được giải đáp trong video này. Trước khi vào video thì kênh cũng đã đạt triệu sub rồi. Đây chính là cột mốc để team Mi Game tung ra rất nhiều nội dung chém gió xạo lìn đã ấp ủ từ lâu. Nên là anh em nhớ nút subscribe để tiếp tục ủng hộ cho team Mi Game, đảm bảo content xịn sò chất lượng và vô cùng bất ngờ. Hứa có content mới là có content mới, không lươn lẹo. Anh em ok không? Ok thì ấn nút subscribe cho tôi nhé. Ấn xong rồi thì vào video thôi nào. Cho anh em nào chưa biết thì The Twins là một game kinh dị góc nhìn thứ nhất được tạo ra bởi developer, cha đẻ của các game ma đình đám như là Granny, bà ngoại ma, Slendrina, The Solar. Về cách chơi, The Twins cũng khá giống với Granny, yêu cầu anh em phải trốn thoát khỏi một ngôi nhà rùng rợn với vô số điều kinh dị và nguy hiểm, hóa thân vào một tên trộm khét tiếng đã ăn trộm suốt cả cuộc đời. Một ngày nọ, anh em nhận được một tối hậu thư ghi rằng có hai sự lựa chọn cho bản thân, một là ngồi tù, hai là trả giá cho quãng thời gian bản thân đã đi ăn trộm. Nói thế cho nó văn vẻ thôi, chứ trong game chỉ có duy nhất một lựa chọn để tiếp tục là trả giá. Nhiệm vụ của anh em là đột nhập vào tòa nhà của hai tên trộm khét tiếng nhất, Bob và Buck, hay còn được gọi là The Twins, và lấy lại những món đồ quý giá mà chúng đang cất giữ. Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ này, anh em sẽ được trả tự do và được sống thoải mái trong suốt phần đời còn lại. Nhưng nếu thất bại, anh em sẽ trở thành thức ăn cho hai tên trộm thần kinh biến thái kia. Anh em không nghe lầm đâu, Mi Game tôi có lý do để nghi ngờ hai thanh niên này là hai kẻ chuyên ăn thịt người. Đấy là chưa kể đến việc ngôi nhà của hai tên Bob và Buck lúc này là một nhà tù bị bỏ hoang. Người có đầu óc bình thường không thể nào bước vào một cái nhà tù rồi gọi nó là nhà được. Trong quá trình chơi, anh em cần dùng các công cụ trên màn hình để tiến hành đập, bới, đảo đồ vật. Có hai thao tác di chuyển chính là đi bộ và cúi người hoặc nhảy vài bậc khi cần thiết. Thanh sinh mạng màu đỏ giữa màn hình báo hiệu tình trạng sự sống của anh em. Thanh sinh mạng sẽ tụt xuống khi bị hai The Twins tấn công hoặc rơi vào các bẫy dập như hố trông, hầm, khí độc. Nên là anh em cần phải đảm bảo vừa lấy được đồ vừa giữ được thanh sinh mạng không bị tụt về không. Đồ họa của The Twins tập trung vào việc khắc họa lên một khung cảnh đáng sợ với những sắc màu đỏ, nâu, xám đen. Hình tượng của hai anh em siêu trộm The Twins được xây dựng vô cùng đáng sợ để tác động lên tâm lý người chơi. Âm thanh của The Twins chủ yếu là tiếng đàn piano rùng rợn, khiến cho không khí càng thêm lạnh sống lưng. Ngoài ra các tiếng động như gió thổi, bẫy hiện lên, tiếng bước chân và tiếng thở nặng nề của hai gã The Twins, cũng như những tiếng dụng cụ va vào tường và đồ vật làm cho tựa game được bao trùm trong một bầu không khí thót tim. Trước khi vào phần chính của video thì Mi Game tôi cũng nên nói trước để anh em không bị hiểu lầm. The Twins và Granny thực chất là hai tựa game độc lập, không liên quan gì đến nhau. Granny và Grandpa chỉ có mặt trong chế độ Play with Gas. Sự xuất hiện của hai ông bà không làm thay đổi cốt truyện của game, nó chỉ khiến việc anh em chạy trốn và tìm đồ vật sẽ càng khó nhai hơn nữa mà thôi. Mọi chuyện bắt đầu khi anh em nhận được lá thư từ chính phủ. Là một tên trộm siêu khét tiếng, anh em dĩ nhiên đã phạm pháp không biết bao nhiêu lần và trở thành cái gai trong mắt cơ quan pháp luật. Tuy nhiên với tài nghệ của mình, anh em cần được tận dụng chứ để ngồi tù mòn công thì hơi phí. Nên là chính phủ đã quyết định cho anh em cơ hội làm lại cuộc đời, xóa hết mọi tội lỗi trong quá khứ với một điều kiện, đó là đột nhập vào nhà của hai tên siêu trộm khác là The Twins, Bob và Buck. Thu hồi ba món đồ quý giá đã bị bọn chúng đánh cắp là một đồng xu cổ, một viên kim cương khổng lồ và bức họa Mona Lisa lừng danh. Chạy trốn pháp luật cũng đã lâu, nay đứng trước cơ hội bắt đầu lại cuộc đời, dĩ nhiên nhân vật chính của chúng ta chấp nhận giao kèo này. Dù biết nhiệm vụ này sẽ cực kỳ nguy hiểm nhưng anh ta sẽ không thể nào ngờ được điều gì đang chờ đợi anh. Nói về hai anh em The Twins thì tựa game hoàn toàn không đề cập rõ ràng gì đến lai lịch của chúng cả. Ngoài việc cả hai đã trộm ba món bảo vật quý giá ở trên thì không hề có bất kỳ thông tin nào khác. Dù vậy dựa vào hành vi trong game của The Twins, Mi Game cũng có thể đưa ra một vài suy đoán mơ hồ. Buck thông minh hơn nên nhiều khả năng hắn ta là anh cả, người đã lên kế hoạch cho mọi thứ, bộ não thật sự của băng The Twins. Hắn ta còn là một kẻ tàn nhẫn sẵn sàng hành hạ người em của mình nếu nó làm việc không vừa ý. Còn Bob với thân hình vạm vỡ chính là cơ bắp, kẻ trực tiếp ra tay trong các phi vụ. Hắn ta cũng đóng vai trò như vệ sĩ cho anh trai. Bob không tàn độc như anh trai, hắn chỉ ra tay khi tình thế ép buộc. Hắn ta cũng giỏi chế tạo, những quả bom laser được đặt khắp nhà cũng là do hắn chế tạo. Thế nên chúng ta có Buck, một thiên tài chiến thuật, và Bob, một chuyên gia cơ khí. Cả hai tạo thành một bộ đôi song sát, với số phi vụ thành công chắc chắn đã lên đến con số hàng trăm, hàng nghìn. Ba phi vụ chấn động nhất chính là đồng xu cổ, viên kim cương và bức họa Mona Lisa. Bức họa Mona Lisa thì không cần phải nói nhiều, chắc tất cả các anh em ở đây đều hiểu được sự vô giá của bức họa này. Có lẽ nó là bức tranh nổi tiếng nhất từng bị đánh cắp và được thu hồi về bảo tàng Louvre. Ít có tác phẩm nghệ thuật nào khác từng là chủ đề của nhiều sự chăm sóc kỹ lưỡng, nghiên cứu, thần thái hóa và bắt chước tới vậy.
Còn đồng xu cổ này trên mặt ghi dòng chữ 1 triệu kronor. Đây là đơn vị tiền tệ của Thụy Điển. Nếu đổi ra tiền Việt thì đồng xu này có giá trị lên đến hơn 2 tỷ đồng. Ở ngoài đời cũng có một đồng xu tương tự như này, tên là đồng xu 1 triệu đô la Canada được phát hành năm 2007. Giá ghi trên mặt là như thế nhưng giá trị thật sự của đồng xu này đã được đẩy lên tận 4 triệu đô, tương đương 80 tỷ đồng. Có 6 đồng xu như thế tồn tại trên đời và một đồng xu đã bị đánh cắp vào năm 2017. Còn về viên kim cương mà hai anh em Bob và Buck đánh cắp, nhìn vào độ lớn của viên đá, mình game tôi đoán nó cũng phải là thuộc hàng những viên kim cương khủng nhất trên thế giới. Cho anh em dễ hình dung thì viên kim cương lớn nhất thế giới hiện là viên The Golden Jubilee, nặng 545 carat và được tìm thấy ở Nam Phi năm 1985. Người ta ước tính giá trị của viên đá này vào khoảng 12 triệu đô la Mỹ, tương đương 240 tỷ đồng. Năm 1997, viên kim cương The Golden Jubilee được ban tặng cho đức vua của Thái Lan nhân kỷ niệm 50 năm ngày đức vua lên ngôi. Và viên kim cương trong game mà MiGame tôi thấy nó phải to gấp đôi thế này. Giờ mới thấy với giá trị của 3 món đồ bị đánh cắp thì việc chính phủ quyết định ân xá cho nhân vật chính nếu anh ta thu hồi thành công là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng tại sao cảnh sát dù biết chính xác nơi hai anh em The Twins đang ẩn trốn lại không tự mình ra tay mà phải nhờ đến nhân vật chính của chúng ta? Theo MiGame tôi, họ muốn dùng một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Nếu nhân vật chính của chúng ta thành công, họ sẽ thu hồi được cả 3 món đồ mà không tốn bất kỳ công sức nào. Đồng thời, nhân vật chính cũng sẽ giải nghệ sau phi vụ này, cảnh sát sẽ không cần phải lo đến tên siêu trộm đã gác kiếm này nữa. Nếu thất bại thì cũng chẳng sao, coi như The Twins đã giúp cảnh sát tiêu diệt một tên trộm cộng cán. Tới đây thì tổ chức lực lượng trấn áp thu hồi 3 món bảo vật từ hai anh em Buck và Bob cũng chưa muộn. Nói về sau huyệt của hai anh em The Twins thì nơi đây từng là một nhà tù, cả hai từng là phạm nhân ở đây. Bằng chứng là hai bức ảnh này nó ghi lại cảnh Buck ở đằng sau song sắt, còn Bob thì đang bị gồng cổ, nhiều khả năng là sắp bị tử hình. Buck đã tìm cách trốn thoát ra khỏi phòng giam và kích động một cuộc bạo loạn trong nhà tù. Hắn giải thoát cho thằng em trai cũng như toàn bộ các tù nhân khác. Điều này cũng lý giải cho sự đổ nát của nhà tù cũng như tại sao không còn ai khác ở trong này. Khẩu súng mà anh em nhặt được trong game nhiều khả năng là một viên cảnh sát đã ngoan cố chống trả. Bọn chúng đập vỡ khẩu súng ra làm 3 mảnh và ném xác của anh cảnh sát xuống cho con thú cưng bọ khổng lồ của bọn chúng ăn thịt. Đây cũng là một trong những bad ending đang chờ đợi anh em. Ngoài ra còn có một bad ending khác, trong đó anh em đang bị gô cổ, còn lão Buck đang chuẩn bị lò nướng và sau đó gã Bob lấy búa gõ vào đầu anh em một phát. Tới đây cho anh em cũng hình dung ra là bọn này không chỉ ăn trộm mà còn ăn thịt người nữa. Có mối liên hệ với Granny thì dù game không xác nhận hay đưa ra bất kỳ thông tin nào, nhưng với trình chém gió thông thạo 7 của mình, MiGame tôi đã đưa ra giả thuyết như sau. Buck và Bob là hai đứa trẻ mồ côi bị chính bố mẹ của chúng bỏ rơi, lớn lên nơi giang hồ, đầu đường xó chợ, căm thù bố mẹ, những người đã bỏ rơi chúng nên cả hai, đặc biệt là Buck có những suy nghĩ không được lành mạnh lắm. Chúng lang thang khắp nơi, trộm cắp sống qua ngày và một hôm nọ, số phận dẫn chúng tới nhà của Granny và Grandpa. Thay vì tấn công và ăn thịt chúng như những nạn nhân khác, hai ông bà quyết định nhận nuôi Bob và Buck. Trước khi nhận nuôi hai thằng oắt con này, người ta đã đồn thổi về ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng nơi mà Grandpa và Granny từng sống. Hai ông bà không chết mà bà ta dần trở thành một sinh vật khát máu, ăn mọi thứ để duy trì sự sống trên cơ thể già nua, có phần bị phân hủy. Cho tới một ngày những sinh vật nhỏ như côn trùng, chim, thỏ, thú rừng không còn đủ để Grandpa và Granny sống qua ngày. Hai ông bà tìm thấy những con mồi lớn hơn và đó chính là con người. Và do ở chung hai ông bà, hai đứa nhóc cũng lớn lên với đam mê ăn thịt người. Chúng cũng biết hồn ma Slenderina, cháu gái của hai ông bà Granny và Grandpa, nên khi chúng ta đeo mặt nạ Slenderina vào, cả Buck và Bob sẽ không truy đuổi mà để chúng ta tự do di chuyển. Nhiều khả năng cả Bob và Buck từng là bạn học của Slenderina khi cô bé còn là con người, nên việc cả hai tìm đến nhà của Granny không phải là ngẫu nhiên, mà thật sự chúng muốn đến sống với bà ta. Khi trưởng thành, cả hai giờ đi và bước vào con đường trộm cướp. Chúng không phải là những tên trộm vặt thông thường, mà là những siêu trộm, chuyên đánh cắp những tác phẩm nghệ thuật, đá quý và cổ vật. Sau phi vụ động trời đánh cắp 3 món bảo vật ở trên, cả hai bị cảnh sát tóm được và đưa về nhà tù này để tra khảo. Nhưng nơi này không thể cầm chân được chúng bao lâu, chúng khởi xướng cuộc bạo loạn, giết sạch lực lượng cảnh sát ở đây, giải thoát cho toàn bộ tù nhân. Cả hai biến nơi này thành một pháo đài bất khả xâm phạm, cạm bẫy khắp nơi để cất giữ chế lợi phẩm của chúng. Chúng còn nuôi được một con bọ khổng lồ ăn thịt người, vốn lấy từ loại hóa chất mà đã biến hai ông bà Granny và Grandpa trở thành zombie như MiGame tôi đã từng phân tích. Câu chuyện về hai anh em đầu trộm đuôi cướp ăn thịt người The Twins khiến Migento liên tưởng đến hai anh em sát nhân hàng loạt có thật trong lịch sử nước Mỹ. Trong suốt thế kỷ 18, Mikajar Harp to lớn và Wiley Harp bé nhỏ được biết đến là sát nhân hàng loạt đầu tiên của nước Mỹ. Sự máu lạnh và vô nhân tính của những kẻ giết người này là mối đe dọa với bất kỳ ai, đàn ông, đàn bà và trẻ em. Khi cách mạng Mỹ xảy ra, hai anh em tham gia băng nhóm Tory với những hành vi bệnh hoạn, tra tấn và cưỡng hiếp phụ nữ, mưu sát những người yêu nước và đốt phá các cánh đồng. Chiến tranh kết thúc, cả hai đi lập gia đình. Tuy nhiên, việc có gia đình chẳng hề khiến hai Harp thay đổi, mà chỉ càng khiến chúng khát máu. Anh em Harp đã giết hai du khách Tennessee khi họ đi qua Kentucky. Kinh khủng nhất là xác đều bị moi ruột, nhét đầy đá và ném xuống sông. Khi thi thể một nạn nhân được phát hiện, một người bảo vệ đã tiết lộ hai anh em Harp là thủ phạm. Chính quyền đã nhanh chóng lần ra dấu vết hai tên này và đưa vào tù ở Danville, Kentucky. Nhưng chưa được bao lâu thì cả hai vượt ngục và được treo giá truy nã 300 đô la Mỹ một đầu người. Hai anh em Harp tháo chạy về phía bắc và giết thêm hai người nữa. Tới bờ sông Saline, chúng có thêm 3 nạn nhân rồi tiếp tục trốn thoát sau khi bị vây bắt.
Tới đây, anh em Harp gia nhập băng nhóm của Samuel Mason, chuyên tấn công các tàu thuyền trên hồ. Tuy nhiên, chỉ cướp phá là không đủ, hai Harp đưa những con tin lên vách đá và đẩy họ xuống dưới. Quá ghê rợn, Mason đã yêu cầu những tên này rời đi và chúng quay lại Tennessee để tiếp tục gây án. Vào mùa hè năm 1798 đã có thêm 6 nạn nhân, trong đó có một bé trai bị sát hại bằng những cách thức vô cùng ghê rợn. Các vụ án mạng trải dài tới tận Kentucky, một người và con trai bị chặt đầu bằng rìu, hai đứa trẻ và gia đình ngủ trong lều cũng bị sát hại, một người khác cũng bị nhồi đá. Kinh khủng nhất trong đó là Harp lớn giết chính con gái mình bằng cách cầm chân quăng vào gốc cây. Có một gia đình không hề biết về hai anh em sát nhân này, họ đã mời cả hai tới ăn tối và đó cũng là bữa cuối cùng. Con trai 14 tháng tuổi của họ cũng bị cắt cổ. Khi bà mẹ khóc vì đau đớn, chúng cũng ra tay không thương tiếc, một người khách khác là thị trưởng cũng bị giết. Chính quyền khi đó quyết tâm săn lùng hai anh em Harp, nhiệt tình nhất là những người họ hàng của các nạn nhân. Họ đã lùng được cả hai anh em vào ngày 25 tháng 8 năm 1799 khi chúng đang chuẩn bị giết một người nữa. Harp lớn bị bắn ngã ngựa và thú nhận là thủ phạm ít nhất 20 vụ án. Hắn cuối cùng cũng đã phải trả giá bằng hình phạt chặt đầu. Đầu của Harp bị bêu trên một chiếc cọc tại Henderson, Kentucky, nơi được gọi là Harp's Head, đầu của Harp sau này. Riêng Harp nhỏ đã trốn thoát. Harp nhỏ quay về băng nhóm của Samuel và dùng tên giả John Seton. Được 4 năm, Harp cùng một tội phạm khác là James May chặn đầu thủ lĩnh Samuel và đưa cho chính quyền lấy tiền thưởng. Tuy nhiên, chúng bị phát hiện ra là tội phạm ngay sau đó. Vào năm 1804, cả hai bị hành quyết bêu đầu thị chúng. Một vài nguồn cho rằng số nạn nhân của anh em Harp là 17, số khác đó là 20 hoặc 28, một số ít khác lại cho rằng là 40. Song trong tất cả số đấy, Mikaja thừa nhận rằng chỉ một nạn nhân duy nhất làm hắn cảm thấy ăn năn hối hận nhất chính là đứa con của chính hắn. Không có ý định ra tay với con mình, nhưng do nó khóc quá nhiều và làm phiền hắn. Những tội ác rùng rợn của anh em Harp đã để lại vết nhơ trên lịch sử nước Mỹ. Vì giết người để thỏa mãn thú tính, cả hai được coi là những kẻ sát nhân hàng loạt đầu tiên của Mỹ. Hiện giờ, vẫn chưa xác định được số lượng nạn nhân chính xác do có quá nhiều tới mức con cháu Harp phải đổ tiền họ. Ok, và đó là những phân tích và giả thuyết của MeGame về tựa game The Twins. Anh em thấy có hợp lý không? Nếu thấy họ thú vị thì nhớ like, share video này và ấn subscribe đăng ký cho MeGame tôi nhé. MeGame sẽ lên video mới vào 18 giờ thứ hai thứ sáu mỗi tuần. Vui vui thì lên cả thứ năm nữa. Anh em nhớ đón xem và subscribe cho tôi nhé. Bây giờ trước khi hết video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Thái Đạt Nguyễn cũng như rất nhiều bạn khác đòi MeGame tôi làm video phân tích game Firework. Ok anh em ơi, để tôi nghiên cứu thêm về con game này rồi làm video cho anh em nhé. Bạn Jay hỏi, khi nào có Dead Cells thế anh MeGame đẹp trai? MeGame tôi đã lên kế hoạch cho video này rồi. Anh em đừng lo, Dead Cells sẽ sớm có mặt trên MeGame. Anh em muốn bình luận hoặc là meme của mình được lên TV thì hãy bình luận hoặc là chế meme cho bạn vào để đăng vào group xạo lìn của MeGame nhé. Hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui thì lên thứ năm nữa. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.